Thứ hai là kinh tế tập thể. Thì kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế mà dựa trên sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất. Kinh tế tập thể mà nòng cốt chính là hợp tác xã dựa trên cái sự tự nguyện của người lao động. Hợp tác xã, cái cơ sở để thực cơ sở để hình thành hợp tác xã đó chính là sự tự nguyện đóng góp về vốn, về tài sản và về sức lao động của người lao động trong xã hội. À, cái sự phân phối cũng sẽ được phân phối theo cái vốn, tài sản và đóng góp về lao động của mọi người trong xã hội. Như vậy thì kinh tế tập thể uh, có một cái vai trò rất là lớn, đó là đã phát huy được cái sức mạnh tập thể của mà từng cá nhân sẽ không có được, góp phần thúc đẩy kinh tế và phát triển nhanh cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Cũng giống như là kinh tế nhà nước thì kinh tế tập thể là những cái hình thức kinh tế, là những cái thành phần kinh tế mà dựa trên cái vai trò làm chủ của người lao động, cái vai trò làm chủ của toàn xã hội